Trích thư của Thánh Phaolô tâu đồ người tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đời chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính quan một, Thiên Chúa cũng chẳng được, nhưng đã trao nộp vì hình thầy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng đồng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đừng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đừng đã chết hơn nữa, đã sống lại và đang ngủ bên hữu Thiên Chúa mà truyền công cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là chân trong cồn cổ, đói rách, hiểm nguy, bất cỡ, gương xạo như có lời chết? Chính vì ngài mà mỗi ngày chúng con bị diệt, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thật nhờ được đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thỏ thẳng nào cả, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.